Tôi là bác sĩ Mai Thi ở phòng mạch Praxis Venture và cũng muốn thông báo cho cộng đồng biết là từ hôm nay là thứ tư với chủ nhật là phòng mạch sẽ tiếp tục điều trị cho các cộng đồng, nhưng mà không có phải là riêng test corona giống như những buổi trước, mà từ hôm nay là phòng mạch cũng sẽ điều trị và tư vấn tất cả những cái bệnh mà chuyên về nội khoa, giống như những bệnh huyết áp hay là đường, hay là ai có vấn đề với viêm gan, hay là nói chung ai có muốn tư vấn thêm là phòng mạch cũng sẽ cố gắng để giúp cộng đồng. Và nói chung là ở đây là phòng mạch sẽ cũng muốn giúp cho tất cả những người Việt Nam ở đây, ai có nhu cầu muốn hỏi thêm hay là thắc mắc gì thì có thể đến trong những giờ làm việc ở đây. Và quan trọng nhất là thì em phòng mạch cũng muốn cảm ơn cho anh Hiền đã cho tụi em những phòng này để mà em dùng để mà giúp cộng đồng, và nói chung cũng phải anh Hiền không mà cũng có nhiều người khác đã giúp phòng mạch và giúp tất cả cộng đồng để mà có thể điều trị và giúp cộng đồng tốt hơn, nhất là trong những cái thời gian mà có corona và covid. Vâng, thì nói chung là em muốn cảm ơn anh Hiền, chị Nga cũng lúc nào cũng rất là cực đạp, cũng giúp tụi em lấy thẻ min thông báo cho cộng đồng biết là từ hôm nay là tụi em phòng mạch đây sẽ ở đây và giúp cộng đồng tốt hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn.